Chúc mừng ngày 8 tháng 3 nha các bạn nữ. Bữa nay là ngày của các bạn, vậy có tính đi đâu chơi không? Ây da, tôi đang trải nghiệm cảm giác kinh khủng nhất lần đầu tiên trong đời, đó là trượt băng nghệ thuật. Để chiều ý nhỏ em, mỹ nhân ngư Lexin. Làm người cá, bơi lội tung tăng dưới nước không chịu, bắt lên bờ, chạy trên băng để té bầm dập rồi cười. Đúng là cái trò nguy hiểm nhất thế giới dành cho những ai thích té. Dễ bị chấn thương quá đi. Vậy mà được xem là trò chơi yêu thích nhất của các bạn nữ mới ghê chứ. Vừa chạy vừa né mấy em nhỏ riết mà té muốn xỉu luôn. Làm con gái mình chơi mấy trò nhẹ nhàng, làm nàng tiên cá, bơi lội cho khỏe. Đua theo phong trào này, bảo hiểm tai nạn chắc bán đắt lắm đây. Còn bạn nào muốn thử chơi trò này thì đến Vincom bên quận 2 nha. Nhưng lời khuyên chân thành của Tion là cẩn thận đôi giày khi không mang. Cẩn thận đôi giày đó, nếu mang không hợp nó dễ làm rách da chân của mình lắm. Với bị té bể đầu gối luôn, nếu mà cái đôi giày nó không có hợp, nó dễ làm cho mình bị té lắm. Tại tôi biết nhiều bạn nữ đang ghiền trò này ở Việt Nam, nên hãy cẩn thận. Nếu những người mà xương yếu hoặc vết thương lâu lành thì chỉ nên chơi một lần cho biết, hoặc đừng chơi là tốt nhất, để chân tay lành lặn đi bơi làm người cá cho khỏe, vóc dáng đẹp. Chứ chơi trò này mà càng lên chuyên nghiệp thì chỉ càng té nhiều hơn mà thôi. Ok, bye bye.